Kính thưa Hội Thánh, kính thưa toàn thể quý đệ tớ Chúa cùng quý vị khách quý, tôi tưởng rằng trong thời giờ này ai nấy trong chúng ta cũng đầy sự mừng rỡ và cảm xúc. Vì cớ bấy lâu nay chúng ta cầu nguyện nhiều cho Nick, nhất là những ngày Nick đến Việt Nam. Nhiều tôi con của Chúa để thì giờ cầu nguyện cho Nick. Và ước ao rằng qua những gì mà Nick chia sẻ cho người dân Việt Nam thì đem đến một sự khích lệ cho nhiều hoàn cảnh bất hạnh ở trong xã hội. Và anh em chúng ta đã làm được điều đó. Và sáng nay thì chỉ còn một vài giờ ngắn ngủi nữa thì Nick sẽ rời Việt Nam. Do vậy thì sáng nay thì anh dậy sớm và đi đến thờ phượng Chúa với chúng ta trong lễ mục này. Sáng nay thì chương trình là tôi giảng về đề tài là ân điển lạ lùng. Và tôi nghĩ rằng chúng ta nhìn vào đời sống Nít, nghe câu chuyện đời sống của Nít, và chúng ta sẽ mắt thấy, tai nghe một con người thật, một bằng chứng sống về ân điển lạ lùng của Chúa ban cho con người. Cho nên sáng hôm nay thay vì tôi giảng thì tôi chỉ nói vài lời, nhưng mà tôi muốn dành thì giờ để anh em của chúng ta là một bằng cớ của ân điển lạ lùng của Chúa sẽ đến đây và thuật lại câu chuyện về ân điển của Chúa trong cuộc đời của mình. Cho nên tôi xin chúng ta biểu lộ một cử chỉ hoan nghênh và chào mừng Nít một lần nữa trước khi tôi mời Nít lên đây để có thể làm chứng lại cuộc đời của Nít cho mọi người chúng ta. Give me a hug. Give me a hug. Give me a hug. Thank you. Check. Tôi cũng rất vui được giới thiệu người đứng bên cạnh tôi là người sẽ dịch cho chúng ta buổi sáng nay là mục sư Bùi Quốc Phong, là tân quản nhiệm của Hội Thánh Tin Lành tại Hà Nội. Cảm ơn Chúa vì chương trình lạ lùng của Chúa, và tôi không nghĩ là mục sư Phong lại có thể đến đây mà dịch cho chúng ta buổi sáng hôm nay. Thật là một điều kỳ diệu của Chúa ban cho chúng ta, cho nên cũng rất là cảm ơn mục sư Phong. Xin Chúa ban phước cho mục sư. Good morning, everybody. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. I know that there are many people watching also on camera. Tôi cũng biết rằng có rất nhiều ông bà anh chị em của chúng ta đang theo dõi thì giờ thờ phượng Chúa buổi sáng nay qua truyền hình trực tiếp. Not just in this building, but also I hope that this message goes out to as many people as possible who are interested about my faith. Và tôi hy vọng rằng không chỉ những quý ông bà anh chị em ở trong thánh đường này cùng nhau thờ phượng Chúa với tôi, nhưng bất kỳ ai khao khát thờ phượng Chúa và lắng nghe lời chứng cũng đều có thể tiếp cận được với sứ điệp của Chúa qua các phương tiện khác nhau. I thank God for bringing me here to Vietnam. Tôi ngợi khen Đức Chúa Trời vì đã đưa tôi tới đây, tới Việt Nam. I enjoyed the worship. Và tôi thực sự tận hưởng những thì giờ thờ phượng ngọt ngào. I knew some of these songs. Và bản thân tôi cũng biết và thuộc một số các bài ca thờ phượng Chúa vừa rồi. I want to thank you for bringing me here, for inviting me to your church. Và tôi muốn tạ ơn Chúa và Hội Thánh vì đã mời tôi đến thờ phượng Chúa chung với quý ông bà anh chị em. I want to thank the whole team for organizing this this trip to Vietnam, including Mr. Vu. Tôi cũng muốn cảm ơn toàn bộ nhóm công tác đã làm cho sự việc tôi đến Việt Nam trở thành hiện thực, đặc biệt là ông Lê Phước Vũ. And I've been so blessed to be here in Vietnam, and I really look forward to coming back and bringing my wife and my son. Và trong thời gian ở Việt Nam này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc đến mức độ mà tôi sẽ muốn quay trở lại Việt Nam một lần nữa mang theo vợ và con trai của tôi. But we couldn't do it. Yep. So thank you to all the team.
Và cảm ơn anh em trong đội trong nhóm công tác của chúng ta. Can we thank them please? Và chúng ta cho các anh chị em một anh em đã thank phục you. Vụ một tràng pháo tay. Thank you. Thank you. Và xin cảm ơn. I want to share with you my testimony. Tôi muốn chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em lời chứng về cuộc đời của tôi. I was raised in a church. Tôi được lớn lên ở trong vòng tay ấm áp của một hội thánh. My dad would preach. Bố tôi giảng lời Chúa. About God's love. Giảng lời Chúa về tình yêu của Đức Chúa Trời. And about God's grace. Và ơn điển của Đức Chúa Trời. About heaven. Về thiên đàng. And about hope. Và về niềm hy vọng. And there were times in my life where I couldn't see my hope. Và đã có nhiều lúc trong cuộc đời của tôi không nhìn thấy niềm hy vọng của mình. He talked about the promises of God. Và bố tôi nói về những lời hứa của Đức Chúa Trời. And maybe you would like to take some notes on the verses I'm going to mention. Và có lẽ rằng quý cụ ông bà anh chị em cũng muốn ghi lại một số câu kinh thánh mà tôi sẽ đề cập đến buổi sáng ngày hôm nay. I want to share with you which verses changed my life. Và tôi muốn chia sẻ với quý cụ ông bà anh chị em những câu kinh thánh nào đã mang lại sự thay đổi cho cuộc đời tôi. Because we know that just because we believe in Jesus doesn't mean that everything's smooth. Và chúng ta cũng đều hiểu rõ rằng không phải là chỉ tin Chúa Giêsu thôi thì mọi sự trong cuộc đời của chúng ta sẽ hanh thông thuận lợi. But we do have hope. Nhưng mà thực sự chúng ta có niềm hy vọng. God is with us. Đức Chúa Trời Ngài thực sự ở cùng chúng ta. And prayer to God is powerful. Và khi chúng ta cầu nguyện Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sức mạnh ấy. Let me summarize my story. Cho phép tôi được tóm lược lại câu chuyện của mình. When I was a child, I looked at everyone and I said, God, if you love everyone, then why did you give me less? Và khi tôi còn bé thì tôi nhìn vào tất cả mọi người và tôi nói rằng Đức Chúa Trời ơi, nếu mà Ngài yêu thương tất cả mọi người, tại sao Ngài lại ban cho con điều mà con Ngài lại cho con không có cái điều mà mọi người có? There were a couple of years that I didn't want to believe in God because I didn't understand why I have this pain and why He doesn't give me arms and legs. Và đã có một số năm trong cuộc đời của tôi không thể nào hiểu được, không thể nào cắt nghĩa được tại sao Đức Chúa Trời lại không cho tôi có đôi chân và đôi tay. I'm so thankful that I'm now traveling around the world and sharing today, but I had no idea as a child that I would do what I'm doing today. Và tôi tạ ơn và biết ơn Đức Chúa Trời vô cùng bởi vì ngày hôm nay tôi đang đi vòng quanh thế giới và để chia sẻ về tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời, đó là điều mà tôi không bao giờ ngờ tới, nghĩ tới và tưởng tượng đến khi tôi còn là một đứa trẻ. Who could have imagined that a man without arms and legs could be the hands and feet of God? Ai mà có thể tưởng tượng được rằng một người đàn ông không chân không tay mà chỉ có thể trở thành tay chân của Đức Chúa Trời. Who could have imagined such beauty coming from my broken pieces? Ai có thể tưởng tượng được rằng một vẻ đẹp lạ lùng như thế lại đến từ mảnh vỡ cuộc đời như tôi? And that's the miracle of God. Và đó là phép màu, phép lạ của Đức Chúa Trời. It's more than a positive attitude. Nó hơn cả là một thái độ sống tích cực. It's faith. Đó là đức tin. The power of God. Sức mạnh của Đức Chúa Trời. The faith in Him. Và đức tin chúng ta đặt để trọn vẹn nơi Ngài. Well, how do you get faith? Nhưng mà làm thế nào chúng ta nhận được đức tin ấy? The Bible says that faith comes by hearing of the word. Và lời Kinh Thánh nói rằng đức tin đến bởi việc người ta nghe. You know, when we come to church, quý cụ ông bà biết không, khi chúng ta đến hội thánh, đến nhà thờ, we hear the word of God. Chúng ta nghe thấy lời của Đức Chúa Trời. And I want to encourage you as believers. Và tôi muốn khích lệ quý cụ ông bà anh chị em là những tín nhân của Chúa cứu thế. To not just look at the Bible on Sundays. Đừng chỉ nhìn vào mở Kinh Thánh ra vào ngày Chúa Nhật mà thôi. But grow in the word. Nhưng hãy lớn lên ở trong lời của Chúa. May people see a love in you that's different. Nguyện mọi người nhìn thấy một tình yêu thương ở trong đời sống của mỗi quý cụ ông bà anh chị em mà khác biệt với bên ngoài. People can see a peace in my eyes. Mọi người đều có thể nhìn thấy một mảnh tình yêu đó trong ánh mắt của tôi. They can see my strength. Người ta có thể nhìn thấy sự mạnh mẽ của tôi. Then not even death itself is going to take away my hope. Nhưng mà cái đó và những cái đó cũng không thể nào làm lu mờ đi niềm hy vọng ở trong tôi.
So whatever broken pieces you have, cho dù cuộc đời của chúng ta có tan vỡ, có vụn vỡ đến nhường nào đi chăng nữa, maybe you have no idea what beauty is going to come. Có thể rằng quý cô ông bà anh chị em không thể nào biết được rằng vẻ đẹp của Đức Chúa Trời sẽ đến với cuộc đời của mình như thế nào. But there is a beauty that's coming. Nhưng mà có một vẻ đẹp lạ lùng đang trên đường đến với quý vị. It's heaven. Đó là thiên đàng. It's when all evil stops. Đó là nơi mà tất cả mọi sự xấu xa sẽ chấm dứt. Where there is no death. Nơi đó sẽ không có sự chết chóc. To me it doesn't make sense that we just live to die. Và đối với tôi thật là một điều vô nghĩa nếu mà chúng ta chỉ sinh ra để sống rồi để chết đi. There is no purpose in that. Chẳng có một chút hy vọng nào ở trong cái vòng luẩn quẩn đó cả. This life is not just about being a good person. Và cuộc đời này không chỉ để chúng ta sinh ra sống và làm một người tốt. That's not enough. Điều đó, mục đích đó là không đủ. There has to be something more. Nó phải có một điều gì đó lớn lao hơn. And if I am going to heaven, và nếu mà tôi sẽ lên thiên đàng, I'm gonna get new arms and legs. Lúc đó tôi sẽ nhận được một đôi chân và đôi tay mới. How do I know that I'm going to heaven? Vậy thì làm sao tôi biết được rằng tôi sẽ được Chúa đưa về thiên đàng? Because of Jesus. Bởi vì cứu Chúa Giêsu. He died for my sins. Ngài đã chết trên thập hình vì tội lỗi của tôi. He saved me by grace. Và Ngài đã cứu chuộc cuộc đời tôi bởi ân điển của Ngài. You know, there are a lot of other people who believe in other religions. Quý cô ông bà anh chị em chúng ta cũng biết rằng cũng có muôn người, rất nhiều người, vô số những người khác tin vào các tôn giáo khác nhau. But there is nothing like the grace of God. Nhưng mà không có gì quý bằng ân sủng của Đức Chúa Trời. There are people who say, well, you need to try your best and then hopefully you go to a good place. Và có những người sẽ khuyên quý cụ ông bà anh chị em rằng chúng ta cần phải nỗ lực hết mình và hy vọng rằng có thể chúng ta sẽ đi được đến nơi ấy, nơi tốt lành ấy. A gift is a gift. Một món quà là một món quà. If I give you a gift, nếu mà tôi tặng bạn một món quà, I'm not going to say, hey, here's the gift. Tôi sẽ không nói rằng, hey, món quà đây này. But you have to pay me $100. Nhưng mà anh phải trả tôi $100. That's not a gift. Thì đó không còn là một món quà nữa. Well, I'll give you a gift. Tôi tặng anh một món quà. But you need to be a better person before you get it. Nhưng mà anh phải trở thành một người tốt hơn thì tôi mới tặng quà cho anh. That's not a gift. Thì đó cũng không phải là một món quà. That's a reward. Đó là phần thưởng. Heaven is a gift. Và thiên đàng là một món quà. Eternal life is a gift. Và sự sống đời đời là một món quà. Forgiveness is a gift. Và sự tha thứ là một món quà. And what you need to do is to receive it. Và để nhận quà, tất cả những điều gì các quý cô ông bà anh chị em cần làm đó là đón nhận món quà ấy. We must strive to hunger for righteousness. Chúng ta phải cố gắng để khao khát, để đói khát sự công bình. But it's so different. We need to understand that it's not about being a good person. It's about understanding the principles of God. Nhưng mà nó rất là khác biệt về việc cố gắng trở thành một người tốt hơn, khác với việc là hiểu được nguyên lý và nguyên tắc của Đức Chúa Trời. So one of the reasons why people don't come to God. Vậy thì đâu là những lý do mà ngăn trở người ta đến với Đức Chúa Trời? It's understanding the first principle. Cái điều mà làm cho nhiều người không đến được với Đức Chúa Trời là việc có làm thế nào để hiểu được cái nguyên tắc đầu tiên của Đức Chúa Trời. God is love. Đức Chúa Trời là tình yêu thương. That's the first principle. Đây là nguyên lý đầu tiên. Do you understand what love is? Quý cô ông bà anh chị em có hiểu tình yêu thương là gì không ạ? Love is amazing. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời thật là kỳ diệu. He doesn't give you pain. Ngài không ban cho chúng ta sự đau đớn. He didn't give me this pain. Và Ngài không ban cho tôi sự đau đớn này. I blamed God when I didn't understand that first principle. Và trước đây tôi đã từng đổ tội cho Đức Chúa Trời khi tôi không hiểu ra cái lẽ thật ấy, nguyên lý ấy. We read in the Bible about Jesus and the power of who he was. Và chúng ta đọc trong Kinh Thánh Chúa Giêsu ở trong quyền năng bản tính của Ngài. If someone writes a book, nếu ai đó viết một cuốn sách and talks about their life, mà nói về cuộc đời của mình, they can believe it if the readers can believe it or not believe it. Người đó vẫn tin vào những gì mình viết cho dù độc giả
có tin hay không tin không quan trọng. Jesus didn't write a book. Chúa Giêsu ngài không viết, không hề viết một cuốn sách. But there is historical evidence that he was alive. Nhưng mà có những bằng chứng lịch sử rằng ngài đã sống, ngài sống. And there was historical evidence that he said that he was God. Và có những bằng chứng lịch sử rằng ngài đã nói rằng ngài là Đức Chúa Trời. That he was holy. Rằng ngài là thánh. That he did miracles. Ngài làm những phép lạ. Now does that mean I don't love other people who are in other religions? No, I love everyone. Nhưng mà điều đó có phải là tôi không yêu thương những người ở trong các tôn giáo khác không? Không, tôi yêu thương tất cả mọi người. And I want you to know God loves you. Mà tôi muốn quý cụ ông bà anh chị em hiểu thấu, hiểu sâu rằng Đức Chúa Trời yêu thương quý cụ ông bà anh chị so em. If I have a disease, và nếu tôi mắc một căn bệnh, I go to the doctor. Thì tôi sẽ đến gặp bác sĩ. And if the doctor has the cure, và ở bác sĩ đó có một phương thuốc để chữa lành, I take the cure. Và tôi đón nhận cái phương thuốc ấy. The doctor doesn't give disease. Bác sĩ không mang đến bệnh tật, không, bác sĩ không trao cho chúng ta bệnh tật. The doctor gives the cure. Bác sĩ mang cho chúng ta sự chữa bệnh, sự chữa lành. And the doctor can offer the cure. Và người bác sĩ có thể trao, có thể đề xuất rằng chúng ta hãy đón nhận sự chữa lành. But it's not going to help the patient dying of that disease until he takes the cure. Nhưng mà nó sẽ không giúp gì được cho người bệnh nhân mắc cái bệnh chết người đó cho đến khi người bệnh nhân đó tiếp nhận cái phương thuốc mà bác sĩ trao cho mình. So what sicknesses and diseases do we have? Vậy thì chúng ta, loài người chúng ta có căn bệnh gì ạ? We have people born without arms and legs. Chúng ta có những người bẩm sinh sinh ra không chân không tay. We have people with cancer. Chúng ta có những người mắc bệnh ung thư. We have greed. Greed. Chúng ta có bệnh tham lam. Pride. Bệnh kiêu ngạo. Lust. Bệnh tham dục. Evil. Bệnh xấu xa. War. Bệnh tranh chiến, chiến tranh. Where did this come from? Tất cả những điều này đến từ đâu? It didn't come from God. Nó không đến từ Đức Chúa Trời. But at the beginning of the Bible, it talks about two human beings. Nhưng mà ở phần đầu trong lời của Đức Chúa Trời, trong Kinh Thánh, lời của Chúa nói về hai con người. Adam and Eve. Adam và Eva. You know they had no belly button. They had no belly button. Quý cụ ông bà anh chị em biết không? Họ không có dây rốn. You understand what a belly button is? Yes. Yes, good. No belly button. Yes. Why? Adam và Eva sẽ không có rốn. Tại sao? Because they were not born. Bởi vì họ không được sinh ra. They were created. Họ được tạo dựng nên. So it says that they were with God in the garden. Và lời của Chúa nói rằng người nam người nữ đầu tiên ở cùng với Đức Chúa Trời trong vườn địa đàng. Wait a second. Why? Vậy tại sao lại vườn Eden? Tại sao? Why would God create human beings? Tại sao Đức Chúa Trời lại tạo dựng nên loài người làm cái gì? Because before human beings existed, he was in heaven with angels. Bởi vì trước khi có sự xuất hiện của loài người thì Đức Chúa Trời đã có mặt và ngài đã hiện diện ở trên thiên đàng cùng với các thiên binh thiên sứ của ngài. One day when we see God, và một ngày kia khi chúng ta gặp Đức Chúa Trời, we will not be able to comprehend what we see. Chúng ta sẽ không thể nào hiểu nổi và tưởng tượng nổi điều mà chúng ta sẽ được chứng kiến và nhìn thấy. And we will worship him. Và lúc đó chúng ta sẽ phủ phục và thờ phượng ngài. Because of how glorious he is. Bởi vì sự vinh hiển của ngài vô cùng lớn lao. But God wanted a family. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn có một gia đình. He wanted children to choose him. Ngài muốn có những đứa con chọn đi theo, vâng phục và yêu thương ngài. He didn't make us like robots. Chúa, Đức Chúa Trời, ngài không tạo dựng nên chúng ta giống như những con robot. He gave us free choice. Ngài ban cho chúng ta sự tự do chọn lựa. He gave Adam and Eve free choice. Ngài ban cho Adam và Eva sự tự do lựa chọn. God gave them one restriction. Và Đức Chúa Trời chỉ đưa ra cho họ đúng một hạn chế mà thôi. To not eat of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Đó là không được ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác. Guess what? They failed God. Điều gì đã xảy ra? Họ đã
nghịch lại với lời của Đức Chúa Trời. Why? Tại sao? How? Như thế nào? Because there was a snake. Bởi vì có một con rắn. Vâng, con. Ah, very good. His name is Satan. Và tên của con rắn đó là Satan. Satan is real. Và Satan là có thật. God is real. Và Đức Chúa Trời là có thật. Angels are real. Và các thiên thần của Đức Chúa Trời, thiên sứ của Đức Chúa Trời là có thật. And demons are real. Và những quỷ dữ cũng là có thật. There is a supernatural world. Đang có một cuộc chiến siêu nhiên. And it's not just for the sake of living to die. Và không chỉ là để sống rồi chết. But when Adam and Eve failed, nhưng mà khi Adam và Eva vấp ngã, they were separated from God because God is holy. Họ bị cách ly khỏi Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết. And God knew all the billions of people that would be born here on earth. Và Đức Chúa Trời đã biết rằng sẽ có hàng tỷ người sẽ được sinh ra ở trên trái đất này. And he gave us free will like he gave Adam and Eve. Và Ngài cũng ban cho chúng ta cái ý chí tự do giống như Ngài đã ban cho Adam và Eva. When I said God gave Adam and Eve one restriction, khi mà tôi nói rằng Đức Chúa Trời đặt ra cho Adam và Eva một điều hạn chế hay là một điều cấm ngày nay, there is only one thing that will stop you from going to heaven. Chỉ có mỗi một điều duy nhất mà sẽ ngăn cản mình, ngăn trở mình không lên được thiên đàng. And it's saying no to God. Đó là nói không với Đức Chúa Trời. It's not believing what God says. Và không tin vào những gì lời của Đức Chúa Trời phán. That's the only thing. Đó là điều duy nhất ngăn trở chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Well, what does God say? Vậy thì Đức Chúa Trời nói điều gì ạ? God says that everyone sinned. Đức Chúa Trời nói rằng tất cả chúng ta đều phạm tội. See, after Adam and Eve, we all have sin. Vâng. Quý cụ ông bà thấy đấy, sau Adam và Eva thì tất cả chúng ta là giống nòi phạm tội. And God gave us all a temporary life to choose him or not. Và Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cuộc đời tạm ở trên đất này với một cái sự tự do lựa chọn để hoặc là lựa chọn Ngài hoặc là không. So what happened? Vậy thì điều gì đã xảy ra? If you don't believe in God, nếu quý ông bà anh chị em chúng ta không đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, many people are just going to focus on what's good and what's bad. Nhiều người chỉ tập trung có một điều là điều gì tốt và điều gì xấu. But am I a good person? Nhưng mà tôi có phải là một người tốt không ạ? Compared to who? Và người tốt đó so sánh với ai ạ? Am I a good person compared to a murderer? Tôi có phải là một người tốt so sánh với một kẻ sát nhân không? Yes. So với một kẻ sát nhân tôi là người tốt đúng. To the world. But when you compare me to Jesus. Vâng, nếu so sánh với thế gian, nhưng mà nếu quý cụ ông bà anh chị em so sánh tôi với Chúa Giêsu, I wasn't perfect, I'll never be perfect. Thì tôi là một người bất toàn và tôi chưa từng bao giờ là một người hoàn hảo. Heaven is perfect. Nhưng mà thiên đàng là một nơi hoàn hảo. And to prove that human beings are not perfect. Và để chứng minh rằng loài người của chúng ta là những con người bất toàn. You just need 2-3-year-old boys and give them one toy and you'll see him fight. Quý cụ ông bà anh chị em chỉ cần lấy 2-3 đứa trẻ con tầm 2-3 tuổi và chỉ cho chúng nó một thứ đồ chơi mà thôi. They will be greedy. Thì lòng tham của chúng nó sẽ trỗi dậy. They will hurt each other. Và chúng nó sẽ tranh cạnh và sẽ giành giật nhau. They will lie. Và chúng nó sẽ nói dối. They'll be jealous. Và sẽ có sự ghen tị. They'll dishonor their parents. Và chúng sẽ làm cho bố mẹ buồn lòng. And they may even hate each other for a little bit. Và thậm chí những đứa trẻ đó có thể ghét và không chơi với nhau. Hate is so big. Sự thù ghét là một điều rất là ghê gớm. God hates hate so much that it's like I kill someone in my heart if I hate them. Và Đức Chúa Trời căm ghét sự thù ghét đến mức độ mà Ngài ví rằng tôi sẽ là kẻ sát nhân nếu tôi ghét ai đó ở trong lòng. How am I supposed to forgive? Vậy thì làm sao để tôi có thể tha thứ? Do you know that if you haven't forgiven someone, that's a sin? Và quý cô ông bà anh chị em biết rằng nếu chúng ta chưa tha thứ cho một ai đó thì chúng ta vẫn mang tội trong lòng. How do I forgive someone who rapes my daughter? Làm sao tôi có thể tha thứ được cho ai đó mà hãm hiếp con gái của tôi? That's hard.
Và điều đó là cực kỳ khó. It's impossible. Điều đó là không thể được. Until you find out how much God forgives us of our sin. Cho tới khi chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời đã tha thứ tội lỗi của cho chúng ta nhiều đến nhường nào. And I would pray for that person. Và lúc đó thì chúng ta mới có thể cầu nguyện được cho người đó. That they would repent. Rằng người đó sẽ ăn năn hối cải. And come to God. Và quay trở về với Đức Chúa Trời. Because even if that person goes to jail. Bởi vì ngay cả người đó sẽ bị tống giam, bị bỏ tù. It's not real justice. Thì điều đó vẫn chưa hóa giải được bất công. That won't heal my daughter's heart. Và cái điều đó cũng không chữa lành được cho sự tổn thương, cho vết thương ở trong tấm lòng của con gái tôi. But we have a power. Nhưng mà chúng ta có sức mạnh. The power of God. Sức mạnh của Đức Chúa Trời. And the hope. Và niềm hy vọng. That one day. Rằng một ngày kia. People who do wrong and are not sorry will not go to heaven. Rằng những người nào làm điều sai quấy và không biết ăn năn hối cải sẽ không có con đường thoát và sẽ không vào được nước Đức Chúa Trời. They'll either turn to God or not turn to God. Cho dù They'll either turn to God or not turn to God. Vâng, dù tôi quay về phía Đức Chúa Trời hay không quay về phía Đức Chúa Trời. So God is love. Đức Chúa Trời Ngài vẫn là tình yêu thương. He's ready to give. Và Ngài sẵn sàng ban cho forgiveness. Ban cho sự tha thứ. Love. Ban cho tình yêu thương. Peace. Ban cho sự bình an. In Jeremiah 29:11. Ở trong lời Chúa trong tiên tri Jeremy đoạn 29 câu 11. Says he has a hope plan and a future for us. Rằng là Ngài có một cả một kế hoạch tốt lành và kỳ diệu cho chúng ta. In Romans 8:28. Ở trong Roma đoạn 8 câu 28. Write this down. Chúng ta có thể ghi những câu kinh thánh này xuống. Romans 8:28. Vâng, lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 28. All things come together for the good for those who love him. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời. In Philippians 4 verse 13. Và ở trong Thư Philip đoạn 4 câu 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Tôi có thể làm được mọi sự nhờ đấng cứu thế là đấng ban thêm sức cho tôi. For me in my life, đối với tôi trong cuộc đời của tôi. I didn't want to believe in God as a child. Khi còn bé, tôi đã không muốn tin đời nơi Đức Chúa Trời. I tried to kill myself. Tôi đã không muốn tin Chúa và lúc đó tôi đã cố gắng để tự tử, để quyên sinh. I had loving parents. Tôi có những người cha, người mẹ đầy tình yêu thương. But it wasn't enough. Nhưng mà cái đó vẫn không đủ. I wanted real hope. Tôi muốn niềm hy vọng thực sự. I had good friends. Tôi có những người bạn tốt. But they couldn't heal my heart. Nhưng mà những người bạn tốt đấy cũng không thể nào chữa lành cho sự tổn thương, sự đau đớn trong tấm lòng của tôi. Things like money. Những điều giống như là tiền bạc. Can't heal your heart. Không thể chữa lành được cho tấm lòng của mình. I seen a billionaire on his deathbed. Tôi đã từng chứng kiến một nhà tỷ phú trên cái giường nơi ông tạ thế. He has everything. Ông ta có tất cả mọi điều. But peace. Trừ sự bình an. What a poor man. Thật là một người tội nghiệp. When you don't have peace. Khi chúng ta không có sự bình an. But when you have peace. Nhưng khi chúng ta có sự bình an. Of knowing that no matter what the enemy tried to use for bad. Rằng cho dù kẻ thù đang cố gắng vờn chung quanh chúng ta và cố gắng hãm hại chúng ta, God can turn into good. Đức Chúa Trời vẫn có thể biến cái điều đó để làm ích cho cuộc đời của chúng ta. And I gave my life to God at age 15. Và năm 15 tuổi, tôi đã dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu. And I read in John chapter 9. Và tôi đọc ở trong Phúc Âm Giăng chương 9. A man was born blind. Có một người đàn ông sinh ra đã bị mù lòa. No one knew why. Và không ai biết lý do tại sao người đàn ông đó đã sinh ra và bị mù lòa. Just like no one knew why I was born this way. Cũng giống như là tất cả mọi người thảng thốt và cũng không biết lý do tại sao tôi sinh ra mà không chân không tay. They asked Jesus. Và các môn đồ đã hỏi Chúa Giê-xu. Why did this happen? Tại sao điều này lại xảy ra? Jesus didn't say, I don't know. Chúa Giê-xu không nói rằng, ta không biết. Jesus said this. Nhưng mà Ngài nói thế này. It was done so that the works of God can be shown. Điều đó đã được thực hiện để công việc và sự vinh quang của Đức Chúa Trời được bày tỏ. And the blind man, và rồi người mù, couldn't see Jesus. Người mù đó không nhìn thấy Chúa Giê-xu.
And he heard his voice. Nhưng mà ngài, người đó nghe thấy tiếng của ngài. And what did Jesus do? Và Chúa Giêsu đã làm gì, thưa quý cụ ông bà anh chị em? He spits in the dirt. Và ngài đã nhổ nước miếng của ngài xuống xuống bụi đất. Puts that mud on his the blind và nhào nặn bụi đất đó với nước miếng của ngài và bôi bùn đó lên mắt của người mù. Can you imagine if you're the blind man? Quý cụ ông bà anh chị em có thể hình dung xem dám như là mình là người mù đó thì sao? A total stranger puts mud on your face. Một người lạ hoắc đem bùn bôi lên mặt của mình. He could have easily said, "Hey, what you doing?" Vâng, có lẽ là mình sẽ nói rằng, "Hey, ông làm cái gì thế?" Who are you? Ông là ai? Tell me what you're going to do before I trust you. Hãy cho tôi biết ông là ai thì tôi mới có thể tin được ông. He didn't do that. Không, người mù đó đã không làm điều ấy. He was still. Người mù đó đứng yên. And he let Jesus do what Jesus wanted to do. Và để cho Chúa Giêsu làm điều ngài cần làm. Are you a person who's like, "Jesus, what are you going to do with my life before I trust you? I need to know." Quý cô ông bà anh chị em, mỗi chúng ta có phải là người, "Chúa Giêsu, ngài sẽ làm gì với cuộc đời tôi? Hãy nói với cuộc đời tôi trước khi tôi có thể tin cậy nơi ngài." Chúng ta có phải là tiếp người như vậy không? Or are you a person to say, "Yes, Jesus, I don't know, I don't understand what you have for me, but I trust you." Hay là chúng ta sẽ là tiếp người mà tôi không biết, tôi không hiểu được Chúa ngài sẽ làm gì với cuộc đời tôi, nhưng mà tôi tin cậy nơi ngài. Jesus healed the blind man. Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cho người bị mù lòa. Jesus is alive. Và Chúa Giêsu ngài là đấng sống. Why? Tại sao vậy? He rose himself from the dead. Bởi vì ngài sống dậy từ kẻ chết. That's why he's alive. Đó là lý do tại sao ngài vẫn sống, ngài đang sống. He ascended to heaven. Và ngài đã được cất lên, ngài đã thăng thiên lên thiên đàng. And is preparing the heavens. Và ngài đang chuẩn bị những chỗ ở. When are we going home? Và khi chúng ta về nhà của mình. You know that day is coming. Đó là chúng ta biết rằng điều đó sẽ đến, nhà của chúng ta trên trời. One eternal life. One eternal life. Một sự sống đời đời. So here it is. Và nó như thế này. Because God loves the world. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian này. The Bible says this. Kinh Thánh nói như vậy. That once everyone hears about Jesus and has a chance to hear God's truth. Rằng là khi mà tất cả mọi người nghe về Chúa Giêsu và có cơ hội được nghe về chân lý của ngài. Then Jesus is coming. Và tất cả mọi người đã đều được có cơ hội nghe thì lúc đó Chúa Giêsu sẽ trở lại. And we're going to heaven. Và lúc đó ngài sẽ cất những người tin cậy and ngài the devil, về thiên đàng và lúc đó quỷ dữ and all of his demons và tất cả những quỷ sứ của nó và Satan are gonna be in prison and dead. Sẽ bị tống vào sự đày đọa và vào sự chết đời đời. No more funerals. Sẽ không còn có những tang lễ nữa. No more war. Sẽ không còn có những cuộc tranh chiến nữa. No more greed. Sẽ không còn có sự tham lam nữa. No more pride. Sẽ không còn có sự kiêu ngạo nữa. No more evil. Sẽ không còn có những điều xấu xa nữa. No more death. Và sẽ không còn có sự chết nữa. No more fear. Sẽ không còn có sự sợ hãi nữa. But peace. Nhưng sự bình an mà thôi. I can't wait for heaven. Và tôi háo hức chờ đợi thiên đàng. But there's one thing better than going to heaven today. Nhưng mà có một điều có ý nghĩa hay là tốt hơn, quan trọng hơn là việc đi lên thiên đàng ngay ngày hôm nay. And that's to bring someone else with me. Đó là đưa thêm người khác đi cùng tôi lên thiên đàng. I had sin. Tôi đã phạm tội. I'm going to speak only for 4 more minutes. Tôi sẽ chỉ 4 more minutes. You had sin means you have noticed, right? What? You said you had sin, right? You had sins. Ok, tôi sẽ chỉ nói thêm 4 phút nữa thôi. Tell me what you're saying. No, just now you say you had sin. I had sin in my life. Và tôi đã nhìn thấy ở trong cuộc đời của tôi. I am not perfect. Tôi không phải là một người hoàn hảo. But nhưng because Jesus died for my sins. Bởi vì Chúa Giêsu ngài đã chết vì tội lỗi của tôi. I'll only speak for 4 more minutes. Tôi chỉ xin nói 4 phút nữa thôi ạ. I wish I could spend here all day. Tôi ước gì tôi có thể ở đây suốt cả ngày hôm nay. But I'll tell you. Mà tôi xin được chia sẻ như thế này. I am thankful. Tôi vô cùng biết ơn.
Because when God forgives, bởi vì khi Đức Chúa Trời Ngài tha thứ, He forgives all of your sin. Thì Ngài tha thứ triệt để, Ngài tha thứ tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. And you become a new person. Và chúng ta trở thành một con người mới. He transforms your heart. Và Ngài sẽ biến cải tấm lòng của chúng ta, trái tim của chúng ta. Gives you His peace. Và ban cho chúng ta sự bình an của Ngài. Gives you His strength. Ban cho chúng ta sức mạnh của Ngài. Have I prayed for arms and legs? Tôi đã bao giờ từng cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi đôi chân, đôi tay chưa? Yes. Có, tôi đã từng. I have a pair of shoes at my home. Tôi có một đôi giày cất sẵn ở nhà mình. Just in case God gives me arms and legs. Để gì ạ? Chuẩn bị sẵn trong trường hợp Chúa đột nhiên cho tôi một đôi tay và một đôi chân. I've seen the supernatural. Tôi đã nhìn thấy những điều siêu nhiên, những điều lạ lùng. Blind seeing. Người mù được sáng mắt. Deaf hearing. Người điếc được nghe. Lame walking. Người què quặt, người bại liệt được bước đi vững chãi. I've seen 12 miracles that doctors can't explain. Và tôi đã nhìn thấy những điều này mà những người bác sĩ và nền y học đời này không giải thích được. But you know what a greater miracle is? Nhưng quý cụ ông bà anh chị em có biết rằng phép màu lớn hơn những điều mà tôi vừa kể đó là gì không ạ? Is knowing him. Đó là nhận biết Đức Chúa Trời. Not just as a God. Không chỉ là như một thần, một chúa. Or a religion. Hay là một tôn giáo. But God is my friend. Nhưng mà Đức Chúa Trời là bạn hữu của tôi. Amen. Amen. And we can talk to him every day. Và chúng ta có thể trò chuyện với Ngài hàng ngày. Directly. Trò chuyện với Ngài một cách trực tiếp. And he speaks with us. Và Ngài trò chuyện với chúng ta. So, vì vậy, why do I have peace? Tại sao tôi có sự bình an? Because someone paid my debt. Bởi vì đã có người trả thay món nợ cho tôi. You know, in Vietnam, quý cụ ông bà anh chị em biết đấy, ở Việt Nam, many people don't pay their debts off to the bank. Nhiều người là không chịu trả nợ ngân hàng. Is this correct? Điều này có đúng không ạ? Right. So, nên the bank knows that you owe money. Ngân hàng biết là mình nợ họ tiền. And us as Christians. Và là những cơ đốc nhân, là những người tin Chúa Giêsu. Be Christians. Hãy là cơ đốc nhân thực thụ. Be responsible. Hãy có trách nhiệm. Be good stewards of what you have. Hãy là người quản gia trung tín và tốt lành với những gì mà mình được trao ban. Help the orphans. Hãy giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. Help the disabled. Hãy quan tâm và giúp đỡ đến người khuyết tật. And may this country see your love. Và hãy để đất nước này, hãy để tổ quốc, quốc gia này nhìn thấy tình yêu thương ở trong cuộc đời của quý vị. But getting back to bad debts. But getting back Nhưng mà quay lại vấn đề nợ xấu. So let's say I have a loan. Giả sử như tôi có một món nợ. And I can't pay it. Và tôi không thể trả nổi món nợ ấy. But this person. Nhưng mà người đàn ông bên cạnh tôi đây, he has no debts. Ông ta không mắc nợ điều gì cả. And he has money. Và ông ta có tiền. And he loves me so much. Mà ông ta yêu tôi đến nỗi mà. That he says, Nick, mà ông ta nói rằng, Nick này, I pay your debt. Tôi sẽ trả hộ anh. That's a lot of love, right? Và đó là đầy dẫy tình yêu thương đúng không ạ? What if I kill someone? Vậy thì nếu mà giả sử như tôi phạm tội giết chết một ai đó. I go to jail. Và tôi bị bỏ tù. I have to go to jail. Và tôi phải bị tống vào ngục. What if this person? Và điều gì sẽ xảy ra nếu người đứng bên cạnh tôi hasn't killed anyone. Chưa từng phạm tội giết một ai cả. But he loves me so much. Nhưng mà người đó yêu tôi nhiều đến nỗi. Then he says, Nick, nói với tôi rằng, Nick này, I'll go to jail for you. Tôi sẽ đi tù thay cho anh. Wow. Wow. That doesn't happen. Điều đó không xảy ra đúng không? Well, vâng. Because of my sin, bởi vì tội lỗi của tôi, I have a temporary life. Tôi có một cuộc đời chỉ tạm bợ và ngắn ngủi. And the only way to be perfect, và cách duy nhất để trở nên hoàn thiện, is when someone pays off the debt. Và được buông tha đó là có ai đó trả thay món nợ tội cho tôi. How can someone who has debt pay debt? Làm sao một người mắc nợ, ngập lụt trong nợ có thể trả được nợ của mình? You cannot. Chúng ta không thể. So Jesus. Vì vậy mà cứu Chúa Giêsu, having no sin, là đấng vô tội, died.
đã chịu chết on the cross trên thập tự giá for our sins. Cho tội lỗi của chúng ta. And if I believe someone paid my debt, và nếu mà tôi tin rằng và nếu tôi tin vào đấng đã trả nợ tội cho tôi, then I know I'm free. Thì tôi biết rằng tôi đã được giải phóng, đã được tự do. If Paul pays my bank loan, nếu anh Phong trả thay món nợ ngân hàng cho tôi, the bank is not coming after me. Thì ngân hàng sẽ không đến gõ cửa nhà tôi nữa. So that's why I have peace. Và lúc đó tôi có sự bình an. Not because I'm good. Không phải bởi vì tôi là người tốt. But because he's good. Nhưng mà bởi vì anh ấy tốt. And he's with me. Và anh ấy ở cùng tôi, đứng bên cạnh tôi. I love you so much. Tôi rất yêu quý cụ ông bà anh chị em. I'd like to finish with a prayer. Và tôi muốn kết thúc thì giờ chia sẻ này với một lời cầu nguyện. Let's pray. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Dear God, we thank you for today. Xin hỡi Đức Chúa Trời, chúng con cảm ơn Ngài vì buổi sáng ngày hôm nay. We thank you for your love. Chúng con cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài. We ask God that you would bless everyone here. Chúa ơi, con cầu xin Ngài hãy chúc phước lên đời sống của từng người có mặt trong đền thờ này. Thank you God for the government. May you bless them and bless this country. Tạ ơn Chúa vì chính phủ Việt Nam, cầu xin Đức Chúa Trời Ngài ban đồ phúc lành trên đất nước này. Bless this whole nation. Ban phước cho toàn thể dân tộc này. Help us God. Hãy giúp chúng con, Chúa Trời ơi. God forgive us of any sins that we have. Đức Chúa Trời ơi, hãy tha thứ cho chúng con bất kỳ tội lỗi gì chúng con đã phạm phải. Forgive our families. Hãy tha thứ cho gia đình chúng con. Forgive our churches. Hãy tha thứ cho các hội thánh của chúng con. And forgive our nation. Hãy tha thứ cho dân tộc của chúng con. Bring our healing. Hãy mang đến chúng con sự chữa lành. Bring your peace. Hãy mang đến cho chúng con sự bình an. And bring your love. Hãy mang đến cho chúng con tình yêu thực thụ từ nơi Ngài. Bring in faith. Hãy mang cho chúng con đức tin. And peace. Và sự bình an thật. More and more. Nhiều hơn nữa. Thank you for the promise. Tạ ơn Chúa vì những lời hứa kỳ diệu của Ngài. That you are always with us. Rằng Ngài luôn luôn ở bên chúng con. And you're always a prayer away. Và Chúa luôn luôn cầu thay chúng con. Thank you God. Ngợi khen Đức Chúa Trời. Thank you Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. For dying on the cross. Vì đã chết ở trên thập hình. And thank you God. Và con cảm ơn Đức Chúa Trời. For heaven. Vì thiên đàng Ngài đã sắm sẵn. May we love everyone. Xin Chúa Ngài giúp chúng con có thể yêu thương được tất cả mọi người. And thank you God for this privilege. Và cảm ơn Chúa vì đặc ân này. To just be here. Để cho con có mặt ở nơi đây. In Jesus name we pray. Trong danh cứu Chúa Giêsu, con cầu nguyện. Amen. Amen.